chắn là ấn tượng nha. 777 còn 4 lần vào vòng loại là ấn tượng lắm nha. Lê Đàm Hồng Thọ, số báo danh 777. It's pretty. Xinh mà. Hôm nay xinh thế. Câu hỏi của em là của chị Hoàng Thị Nhung. Bạn có điều gì khác biệt so với 9 cô gái còn lại khiến chúng tôi phải giữ bạn tiếp tục cuộc hành trình Hoa hậu Hồng Vũ Việt Nam 2023? Em là một trong những cô gái hiếm hoi đã vào vòng loại trừ, tới lần này là lần thứ 4. Đó cũng là một điều khiến em khác biệt, vì nhìn lại thì em đã vượt qua vòng loại trừ 3 lần, đã chứng minh với ban giám khảo thấy là em xứng đáng được ở lại với cuộc thi này. Và em tin là với lần thứ 4 này em cũng có thể làm được điều đó. Tự đứng lên từ vấp ngã của bản thân so với 3 lần trước sẽ là cái mà làm khiến em khác biệt. Câu trả lời này có hợp với cả cái tiêu chí mà chị Hương Lý lúc nãy nói không? Kiểu là mình phải trả lời directly vào cái câu hỏi đúng không? Đúng, bản thân Lê thì Lê cảm thấy ấn tượng về câu trả lời này. Em đánh thẳng vào vấn đề là tại sao em khác biệt so với các bạn thí sinh khác. Và rõ ràng trong quan điểm của em có những điều rất là tích cực khi bản thân em đã luôn từng bước bước qua được những giới hạn của chính mình, những cái lỗi sai của chính mình. Em nói là em đã lần thứ 4 bước vào vòng nguy hiểm rồi, và em nói em cố gắng, em trau dồi rất là nhiều, mà tại sao tới lần thứ 4 em vẫn bước vào vòng nguy hiểm? Mọi người sẽ suy nghĩ ra như vậy, và những cái mà lập luận của em làm cho khán giả, đặc biệt là giám khảo, nghĩ rằng hình như đã cho em quá nhiều cơ hội phải không, để cho em hết lần này đến lần khác em bước vào vòng nguy hiểm. Chị nghĩ rằng cái cách mà em thao túng mọi người á, nó còn chưa có mạnh lắm. Thế bạn cũng dũng cảm. Đúng rồi. Đúng không? Nghĩ là gì không có thể đứng đây nói cái đấy được. Dũng cảm đấy, dũng cảm nói là I'm worth it, I'm worth it, I'm standing here, I'm worth to get to the next chapter. Thế là kiểu phải là có một cái người mà có attitude nói được cái điều đấy. Phải có một cái sự tự tin, có một cái sự cháy ở bên trong. Mà đến kiểu lần thứ 3 rồi ấy, lần thứ 4 rồi ấy, mà em mới còn đứng đây em cười với Nhi được. Em mới còn tự tin đứng đây em kiểu, you know, I'm standing here, I'm worth it. Cảm giác như cái lửa của bên trong của em ấy, nó chưa được phát ra bên ngoài. Và thật sự có thể là vì thế chị Mô Thủy cũng nói là mình cũng vẫn muốn cho em một cơ hội thêm nữa để em có thể phát ra được cái lửa đấy ra bên ngoài. Tại vì Nhi không hiểu tại sao một cô gái xinh đẹp như thế này, rất là duyên dáng mà có thể vào 4 lần trong phần C. Thọ phải nhìn lại bản thân mình rằng là mình sẽ còn cần phải phát triển thật là nhiều nữa ở những mảng nào để mình có thể trở thành một phiên bản tốt hơn nếu như mình có một cái cơ hội được đi tiếp. Chắc chắn là ấn tượng nha. 777 còn 4 lần vào vòng loại là ấn tượng lắm nha. Ê, số 7 là số thất á, thất 3 lần rồi đó. Trời đất ơi.